Hello mọi người, và hôm nay mình sẽ mổ bung chiếc iPhone 8 Plus ra xem ở bên trong có những cái gì nhá. Và hôm nay thì mình có mua được chiếc iPhone 8 Plus, mà iPhone của ta là bị tình trạng là máy không biết rách khách dùng kiểu gì mà đây ạ. Các bạn nhìn cái gì? Đây, màn một nơi mà màn vội toang hoang hết. Đây. Máy thì cong như là thế này mà pin biết cong hết này, đây cong hết đập. Nhiều đập này không biết là tức cái gì mà đập. Như kiểu mà chút hết cái giận vào của nó ấy các bạn ạ. Mình không hiểu rõ rất lắm. Đấy các bạn ạ, thấy rất là mình thấy rất là hay. Rất là buồn cười. Không biết đập kiểu gì mà đập cái xương rất chắc chắn như này, làm như này. Không thể nắn nổi. Mà đập nổi vỡ cong hết. Đấy mình và mình vừa mua lại với giá là ve chai, và mình mua lại với giá là con này là có rất rẻ thôi, có vài trăm ngàn. Là tình trạng của khách là đang bị đập như này. Và mình thì giá máy mới bây giờ hiện tại của nó đang bán giá là mình thấy xuất vừa xuất giá là cũng gần 20 triệu các bạn. Và mình sẽ mổ vung bên trong có những cái gì. Và sao công nghệ nó rất đắt như thế các bạn ạ. Đây thứ nhất là cam như này các bạn ạ. Đây cam của nó đây là cam hai camera này. Con này thì vẫn còn cáp này. Còn bên này thì đứt rồi các bạn. Còn cam này thì là bỏ đi rồi, coi như là không lấy được gì nữa. Xem hôm nay mình sẽ lấy được cái gì ở đây không nhỉ? Và đây trên đây là màn đấy. Màn thì đã xem tiếp tục từ phần 2 phần màn. Phần màn mình sẽ lấy được gì? Màn thế này thì bỏ đi cho các bạn nhé. Vỡ vụn hết này. Chóc hết rồi, không lấy được gì các bạn nhé. Xem màn không lấy được này. Và các cam trước các bạn. Các cam trước đây. Đây, các con trước khách đập cũng đứt hết rồi này. Các con trước đập khung hết rồi. Để còn mỗi cái loa, mình sẽ lấy được mỗi cái loa này để lấy linh kiện dùng cho thay thế những con khác hỏng loa thôi. Nhưng mà mình thấy loa iPhone, kể cả loa trong loa ngoài mình thấy ít hỏng lắm. Trường hợp chỉ có bị dè ấy. Bị dè là do ở cái màng loa, bị loa bị dè. Hoặc là cái loa ma không có thì cái bụi lông này trong màng loa cũng thể dè. Hoặc cái loa này thế, khách để nước vào trong cái màng loa cũng dè màng loa, thay màng loa là được. Hoặc là nước chảy vào trong cái loa nó dẫn đến hỏng loa, nó sẽ dè loa. Chứ còn trường hợp mà tự nhiên mà để mà hỏng loa, mình không làm tác động gì vào nó, tự nhiên mà hỏng loa trong loa ngoài thì mình quá vô lý. Một là hỏng cáp này, hai là hỏng trên main này. Loa dè thì hỏng màng loa thôi chứ không phải chưa đến mức đến loa thôi. Đấy, đây là màng coi như là màn này bỏ này. Còn cái nút home thì mình thấy nó vẫn còn nguyên nhé các bạn. Nút home mình thấy không vỡ một tí nào, nút home thiết kế rất chắc chắn. Mà mình thấy các cái phần này là nó vỡ hết rồi này, các bạn ý này. Các cái phần này là mình được vỡ hết sạch rồi này. Đây ạ. Các bạn nhìn rõ không? Các cái phần này vỡ hết rồi này, nhưng mà cái nút home thiết kế rất chắn, không thấy vỡ tí nào, rất mẹ. Thiết kế rất chắc chắn, nút home mình được. Máy này thì máy chính chủ, nhưng mà mình đã mua và xin lại được iCloud của khách. Và xin lại được số của khách để mình lưu lại để sau này có lấy linh kiện thì chip IC chiếc ở trong này thì để cho các anh em mà sửa chữa hay là làm iCloud thì có thể lấy linh kiện ở IC này ra để thấy đây. Và đây phần 2 mình sẽ lấy cái gì? Cục rung, đây là cục rung nhé các bạn. Đây là lồng màn hình này, chắc này. Đây là lồng màn hình này. Và đây là cục rung các bạn nhé. Đây là cục rung này. Cục rung này chắc là vẫn sống này. Mình thấy này không méo móc thì chắc là vẫn tận dụng được này. Dụng thì vẫn tận dụng rồi này. Đây là cục này, cục sóng wifi. Sóng wifi này mình thấy cái này vẫn tận dụng được. Cái này thì không bị móp méo và vỡ lắm. Phần xưa các bạn này, cái đốt nguồn volume nó như nó bỏ đi rồi này. Chắc chắn như này vào người ta đập cũng dã man. Đây ạ. Đây và đây là phần pin. Pin này chắc là pin này thì vẫn sử dụng được các bạn nhé. Pin này theo mình thì vẫn sử dụng được. Nếu mà muốn cậy ra thì các bạn phải cong như này thì các bạn phải nắn thẳng lại có pin thì mới sử dụng được. Pin này là pin xịn theo máy này. Máy người ta bảo người ta mua ngày đấy là hai mấy triệu. Đây và khay sim, mình thấy phần khay sim. Đây khay sim này, đây là phần khay sim móp méo hết. Và phần main, và để tiếp đến là phần loa ngoài. Loa ngoài với cáp sạc thì mình thấy vẫn ok. Loa ngoài vẫn sử dụng được cáp sạc. Bên ngoài vẫn sử dụng được các bạn nhé. Này con này bây giờ chỉ mua xác để lấy linh kiện.
để thay thế cho con khác thôi các bạn nhé. Đây là lông ngoài thì vẫn ok đấy các bạn, lông ngoài thì vẫn lấy được. Còn bo main thì chỉ lấy chip A trong này, lấy IC trong cái main này thôi. Đấy, phần cam bên này, hoặc là lấy được cái mắt kính cam này xịn để cho sang cái máy khác, chẳng may mình bị có khách hàng bị rơi vỡ này. Này cái mắt kính cam vẫn không bị vỡ, thiết kế rất chắc chắn nhé. Đập là cái lắp lưng, cái phần lắp lưng đấy các bạn này, mình cào cào ra. Cái phần lắp lưng này bằng kính này, khác với 7 bờ lút là một vỏ liền khối luôn. Nhưng với 8 bờ lút thì họ thiết kế là khác. Bên đây là nhôm, lớp nhôm này, một lớp nhôm, một lớp này là lớp kính này. Nhưng mà kính này họ thiết kế rất là trắng này. Đây, mình bóc này, phần này là phần sạc nhanh này. Đây, rất là trắng. Đây là phần này, phần sạc nhanh, mình sẽ bóc phần sạc nhanh này. Đấy. Đây, sạc nhanh của iPhone 8 và lướt nằm sau lưng. Đây, đây là phần sạc nhanh này. Đây là quả táo vỡ tan hoàng hết rồi các bạn. Đây, mắt kính cam này được, đây sạc nhanh. Phần sạc nhanh là khả năng là vẫn có thể lấy được này. Đấy, hai cái chân cực của nó này. Đây các bạn này. Đấy, thế cái phần nhôm trong là nhôm rất chắc chắn này, phần ngoài phần kính. Phần kính này mình thấy là thiết kế, họ thiết kế cũng chắc chắn đấy các bạn ạ. Trừ khi máy chịu đập như này thì mới vỡ vụn được ra như này thôi đấy. Mình thử ấy thức cử để cất chắc chắn. Và tiếp đến thì là phần main, thì main thì này thì chắc là tỷ lệ là đi là 100% thì các bạn nhé. Main này thì chắc chỉ còn lên nguồn thôi. Chứ còn mà để cứu sống được cái main này thì chắc là chả thợ nào có thể cứu được các bạn. Chỉ để lấy xác linh kiện thay thế linh kiện khác thôi. Đấy. Để kính đây, đây iPhone. Nói chung với iPhone 8 Plus này thì mình thiết kế thấy vỏ phết chắc chắn. Chưa, cái lắp lưng kiểu cạy ra, mình thấy nhiều các bạn chia sẻ là cạy cái lắp lưng con iPhone 8 Plus này ra là rất là khó. Và xin chào các bạn, cảm ơn các bạn, mình